Lâm Khánh Chi chưa nói được sau 3 ngày phẫu thuật thanh quản. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cho biết cô mới thực hiện ca phẫu thuật thanh quản ở Thái Lan và vẫn còn rất đau, chưa nói được. Lâm Khánh Chi đi Thái từ ngày 22 tháng 10. Nữ ca sĩ quyết định phẫu thuật thanh quản với hy vọng cải thiện giọng nói trở thành phiên bản hoàn hảo hơn hiện tại. Diện mạo Lâm Khánh Chi sau nhiều năm phẫu thuật chuyển giới được nhiều người khen, ngày càng xinh đẹp nữ tính, nhưng giọng hát của cô vẫn bị chê còn chất đàn ông. Đôi khi mình phải đánh đổi nhiều thứ để hoàn thiện bản thân. Một lần nữa vì khán giả, vì tình yêu tôi quyết định phẫu thuật thanh quản. Tôi được bác sĩ giỏi nhất về thanh quản ở Thái Lan mổ cho. Trước khi làm tôi được tư vấn kỹ lưỡng và phải chuẩn bị tinh thần sau phẫu thuật giọng hát để có thể hay hơn hoặc dở hơn. Cân nhắc kỹ lưỡng tôi vẫn quyết định làm, Lâm Khánh Chi cho biết. Sau 3 ngày thực hiện phẫu thuật, sức khỏe nữ ca sĩ chưa hồi phục, cô vẫn cho hay là vẫn đang phải chịu đựng đau đớn, chưa thể nói chuyện mà chỉ dùng điện thoại nhắn tin gõ chữ để giao tiếp. Đang tĩnh dưỡng ở Thái Lan, Lâm Khánh Chi vẫn dùng mạng xã hội thường xuyên cập nhật tình hình của cô tới các fan. Tôi sẽ nằm viện để bác sĩ theo dõi và chăm sóc khoảng 1 tuần, sau đó về Việt Nam tĩnh dưỡng tiếp. Dự kiến 1 tháng nữa tôi mới có thể nói được. Vết mổ còn mới nên tôi đau lắm. May mắn tôi có trợ lý Song Duy và 2 người em bên cạnh động viên tinh thần, chăm sóc trong bệnh viện. Lâm Khánh Chi cho hay, nữ ca sĩ đang hồi hộp đầy mong chờ, hy vọng vào ngày bình phục hoàn toàn để có giọng nói ngọt ngào thánh thót, đúng ý nguyện lâu nay của cô. 10 năm trước sau phẫu thuật chuyển giới, Lâm Khánh Chi được nhiều người khuyên nên chỉnh cả thanh quản, thay đổi giọng nói từ nam thành nữ. Tuy nhiên khi đó, nữ ca sĩ không dám làm phẫu thuật thanh quản vì sợ ảnh hưởng giọng hát. Cô chấp nhận tình cảnh, vóc dáng nữ nhưng khi nói chuyện hoặc hát, mọi người đều nhận ra chất giọng nam khá rõ. Lâm Khánh Chi từng buồn vì những lời chê bai dè bỉu nhưng vẫn cố chịu đựng, mạnh mẽ bước qua mọi thử thách. 10 năm tôi đấu tranh tư tưởng đến giờ mới quyết định phẫu thuật chỉnh sửa giọng, khoảng từ 1 đến 3 tháng nữa tôi mới bình phục, có thể nói chuyện bằng giọng mới. Tôi hy vọng mọi thứ suôn sẻ để tiếp tục sự nghiệp ca hát, nếu không phải dừng tại đây. Dù thế nào tôi mong quý vị khán giả yêu thương mình sẽ không buồn nếu tôi không hát được nữa. Tôi biết ơn người hâm mộ luôn ủng hộ và động viên mình, Lâm Khánh Chi cho biết.